Cần bao nhiêu năm để trở thành đại tướng công an nhân dân? Trở thành công an là ước mơ của rất nhiều người, và trở thành đại tướng công an là đỉnh cao nhất của ước mơ đó. Vậy để từ một người chiến sĩ trở thành đại tướng công an nhân dân thì chúng ta sẽ cần tối thiểu bao nhiêu năm? Theo quy định, thời hạn xét thăng cấp bậc hàm trong lực lượng công an nhân dân được quy định như sau: hạ sĩ lên trung sĩ là 1 năm, trung sĩ lên thượng sĩ 1 năm, thượng sĩ lên thiếu úy 2 năm, thiếu úy lên trung úy 2 năm, trung úy lên thượng úy 3 năm, thượng úy lên đại úy 3 năm, đại úy lên thiếu tá 4 năm, thiếu tá lên trung tá 4 năm, trung tá lên thượng tá 4 năm, thượng tá lên đại tá 4 năm, đại tá lên thiếu tướng 4 năm, thiếu tướng lên trung tướng tối thiểu 4 năm, trung tướng lên thượng tướng tối thiểu 4 năm và thượng tướng lên đại tướng tối thiểu 4 năm. Như vậy cần ít nhất là 44 năm để từ một người chiến sĩ trở thành đại tướng công an nhân dân. Tuy nhiên, đối với những trường hợp đặc biệt thì thời hạn này có thể ngắn hơn. Ví dụ như đại tướng Mai Chí Thọ và đại tướng Lê Hồng Anh là hai người được phong thẳng hàm đại tướng mà không cần qua các cấp trung gian. Hoặc đại tướng Trần Đại Quang, người được thăng hàm từ thượng tướng lên đại tướng chỉ trong vòng 1 năm. Ngoài ba trường hợp đặc biệt trên thì Bộ trưởng Bộ Công an đương nhiệm đại tướng Tô Lâm là người thứ tư và cũng là người gần nhất được phong cấp bậc hàm cao quý này.